các bác, các chú. Hôm nay là Hội Đồng Hương tổ chức một cái chuyến đi về thăm quê và phát quà cho các cháu mồ côi. Thực ra hôm nay 21 rồi, việc mà điều động các vị đi thì tôi cũng rất băn khoăn. Bác Hưng thì là ốm mà đi suốt từ Gia Lâm sang 5 giờ đã có mặt ở làng quốc tế Thăng Long rồi. Chị Ngọc Lan thì là cũng đang có công chuyện, nhưng mà cũng nghĩ là việc của hội là rất quan trọng, cho nên chị cũng tranh thủ đi. Ông Bình, ông Bá, ông An, những cái ngày đều là chủ chốt trong gia đình. Mà 30 Tết đến nơi rồi, chúng tôi đều các vị đi là cũng khả dĩ, bất đắc dĩ mà phải làm cái điều đó. Nhưng mà thôi, chuyến đi của các vị là làm vui cho các cháu mồ côi. Mục đích của cái chuyến này là tôi xin các vị hảo tâm ở quê ở Hà Nội là dành cho các cháu mồ côi. Cho nên là trong cái chuyến đi này thì xin là các vị đóng góp, tôi xin lỗi là đóng góp chi phí cho chuyến đi. Chứ chuyến đi này ta làm từ thiện, ta dứt khoát không lấy tiền của hội, mà cũng không lấy tiền. Chuyến đi này xe là anh Thành giúp, còn toàn bộ chi phí anh em ta phải đóng góp, vì ta cũng là từ thiện mà. Vâng. Mà có được cái ngày hôm nay thì cũng phải rất là ghi nhận cái sự đóng góp của những người ở Hà Nội, những người hảo tâm như là cụ Lan, cụ Phạm Đình Lan, cụ Trịnh Thị Liên, hay là bà Lan Anh, bà Ngọc Lan, rồi ông Thành, ông Ngọc Anh, ông Phan Chí Hiếu, rồi là ông Phạm Mạnh Cường và tập thể bà con. Như vậy báo cáo với các vị là ta có 22 người hảo tâm, 22 vị Bồ Tát hảo tâm để giúp các cháu, mà hôm nay các vị đem quà đến cho các cháu. Thì tôi xin thay mặt cho Hội Đồng Hương xin cảm ơn tất cả các bác, các anh chị đã tham gia cái chuyến từ thiện này. Xin hết. Từ 5:30, 5:30 mà ông giáo sư này ông ấy từ bên Gia Lâm sang, 5:30 đã có mặt ở nhà tôi để đi rồi. Vâng, thế báo cáo với chị là hôm nay là nó là ngày 21 Tết rồi, nhưng mà anh em chúng tôi cũng dành cái thời gian rất là
bảo nhau dành cái thời gian để mà về đưa quà của các nhà hảo tâm ở Hà Nội để cho các cháu mồ côi. Và mấy ông thì cũng đã làm việc với chị rồi. Dạ vâng ạ. Và trong đó có một số học sinh có hoàn cảnh rất là khó khăn. Thì hôm nay anh em chúng tôi đến để mang quà cho các cháu và đồng thời cũng ghé thăm nhà trường. Cái trường Phạm Tự Duật là cái trường mà Hội Đồng Hương Yên Mạc tại Hà Nội gắn bó suốt từ năm đến 94 đến năm nay. Và những năm gần đây, cái sự phối hợp của nhà trường cùng với Hội Đồng Hương cũng rất tích cực. Hội Đồng Hương luôn luôn đi bên cạnh nhà trường nhằm để giáo dục học sinh, chăm lo đến đời sống của học sinh. Thì hôm nay đến trước hết là xin chúc mừng năm mới của ban giám hiệu, trước hết là chị Thủy và ban giám hiệu, và xin gửi lời chúc Tết đến tất cả các thầy cô giáo trong trường và các cháu học sinh của nhà trường. Mời chị xin được. Dạ vâng. Thank you.
thêm cái hoàn cảnh của con ra là cụ lạn cụ ấy ở bên tiểu khắc gửi tiền về đấy. Thế hôm nay là các ông các bác đến cho con quà Tết nhé, con chịu khó con học nhé. Rồi. Sống đôi khi rất vui, đôi khi rất buồn bạn ơi. Cuộc sống đôi khi khó khăn, đôi khi vẫn êm đềm trôi. Còn đó quanh ta bao cánh thương tâm, còn đó quanh ta những mảnh đời lênh đênh, còn đó quanh ta bao nỗi đau âm thầm. Bạn ơi, hãy sớt chia với những khó khăn quanh đời. Bạn ơi, hãy mở rộng tâm lòng yêu thương thế gian. Niềm vui sẽ dâng lên trong lòng, niềm vui sẽ theo ta suốt đời và sẽ cho ta niềm hạnh phúc ấm nồng. Dù cuộc đời vui sướng biết mấy, một mai ta cũng xuôi tay mà thôi. Ta chẳng mang theo được gì về bên kia thế giới. Dù cuộc đời sung sướng giàu sang, có chăng cũng là giấc mơ phù du. Với trái tim nhân ái sang người còn vang mãi trên cõi đời. Bà phó giáo sư đây, Phạm Ngọc Lan, bà Lan Anh, rồi ông Tân Thành, rồi ông Phùng Văn Sâm, rồi ông Phạm Ngọc Anh, và nhất là các ông ở trong ban đây, ông giáo sư đứng sau bà ấy. Vâng, đấy, hôm nay là đang bị què mà vẫn về. Thế cho nên hôm nay chúng tôi về làm hai mục đích. Một là mang cái tình cảm của các cụ, các ông, các bà ở Hà Nội về đưa quà cho cháu. Đây, cháu Mai, đây là quà của con. Và cũng nhân đây là chúng tôi xin chúc sức khỏe của bà. Cầu mong cho bà chân cứng đá mềm, bà trường thọ để bà bảo vệ cháu. Vâng thì nhằm có ý kiến một tí ạ. Vâng ạ, à, vâng ạ. Báo hội thương của Hạc, của Imo, và vâng. Của Yên Mạc, vâng. Thì bây giờ báo cáo với tất cả của ta. Thì em cũng năm ngoái thì em mổ. Vâng. Mà may cũng có bác sĩ Sơn để nhìn. 700 giường ấy, bác cũng đưa chi tiết ra ngoài đó. Em mong được em sống được, thì em hỗ trợ cho cháu đến đâu được. Vâng. Không may em chết đi, thì tất nhiên thì tất cả ai cũng không rồi. Bằng bà với bố mẹ, mà bố mẹ cháu không may. Như thế thì em cũng rất là
khổ tư. Nhưng bây giờ thì thôi thì bây giờ mình còn sống ngày nào mà mình giáo dục cho con cho cháu. Chỉ hơn nữa là bây giờ nếu mà cám dỗ bây giờ rất nhiều, nhưng chỉ mong làm sao cháu học hành cho đến nơi đến chốn để sau này nó đỡ được bản thân nó. Bà ở thế cũng là bà tích đức lại cho cháu đấy. Vâng. Bà yên tâm dạ, cháu vâng. Bà sẽ hạnh phúc. Vâng. Thì bây giờ bà ở thế là bà tích đức đấy. Vâng, em thì em cũng có một lời về thôi thì tất cả vì cuộc đời còn dâng.